Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 không chỉ giúp cho quý vị nắm bắt được vận hạn hung cát của mình, còn tạo ra định hướng cho quý vị trong những bước đi tiếp theo của mình trong thời gian tới đây. Trong việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 12 âm lịch sẽ cho quý vị biết rõ về tiền bạc, tình duyên, công danh sự nghiệp và gia đạo cũng như sức khỏe. Qua đó thì quý vị sẽ có được những cái nhìn tổng quan về chính mình trong thời gian tới. Chương trình này được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết để nắm bắt quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Tân Dậu đó chính là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy và đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì họ đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc là sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến cho con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa và biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bạn là người coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cùng với nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bạn vượt qua tất cả, yêu và được yêu, đó chính là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Xem tử vi tháng 12 âm lịch cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tháng này không thuận lợi với các gia chủ trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc có thể sẽ gặp phải những sai lầm do chủ quan. Đó cũng chính là yếu tố đưa đẩy doanh nghiệp của bạn đến các vụ kiện tụng không đáng có. Công việc không tốt theo đó là tài lộc giảm sút, chi tiêu nhiều hơn. Lúc này bản mệnh cần đến những khoản dự trữ, có kế hoạch và chi tiêu hợp lý. Sông có khúc, người có lúc, nên bản mệnh cũng không cần phải quá muộn phiền, lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã không được tốt. Thời điểm này đang giao mùa nên cần phải chú ý hơn đến sức khỏe, nắng nóng nhiều dễ tái phát bệnh cũ. Gia đình bạn sẽ có những xích mích xung đột trong tháng này. Là người cha người mẹ, gia chủ nên dung hòa ý kiến của con cái thay vì cố chấp cho rằng mình luôn đúng. Tân âm kim gặp tân âm kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Dậu cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân xung quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Đối với hầu hết những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu bạn là một Tân Dậu tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể tồi tệ hơn. Tháng này môi trường, thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tân Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn, mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Tân Dậu sinh năm 1981 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền bạc của bạn vào một dự án nhất định mà nên phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Thứ ba về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của Tân Dậu sinh năm 1981 có thể hơi xấu. Một khi bạn bất cẩn, bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng.
Dù lái xe hay đi xe, bạn nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu bạn đang đi nước ngoài, bạn nên hoãn lại. Và nếu bạn đang mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981. Thứ tư về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn không được tốt cho lắm. Bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn nhưng tất cả đều không thành. Do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương, bạn cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này, cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, các mệnh chủ Tân Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống vốn đầy chông gai này. Qua phần luận giải tử vi của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch tới đây, và từ đó thì sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến.
Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi nội dung chi tiết của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.